triệu người là nạn nhân của nhóm đòi nợ thuê, núp bóng công ty luật. Gây tai nạn ở Đà Nẵng khiến người đi xe máy tử vong, rồi vào Quảng Nam rửa xe, xóa dấu vết. Vụ tiến sĩ luật Đặng Anh Quân bị bắt, trường Đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng. Kịch tính giây phút đột nhập, bắt giữ hai cha con cầm đầu đường dây đánh bạc bịp. Vụ ban quản lý chợ xô sát với nữ tiểu thương bán cá, cả hai bên đã xin lỗi nhau. Xin chào quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Chúc quý vị một ngày mới tốt lành. Mở đầu bản tin sẽ là những thông tin liên quan đến vụ án đòi nợ khủng bố, đe dọa nạn nhân của một nhóm đối tượng núp bóng công ty luật có tên là Pháp Việt, có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, đang khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Theo thông tin mới nhất từ cơ quan công an, có tới hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đã trở thành nạn nhân của nhóm đòi nợ thuê có tổ chức này. Ngày 27 tháng 2 vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục khám xét trụ sở công ty luật Trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh do Trần Văn Châu sinh năm 1980 và Hồ Quốc Hùng sinh năm 1987 cùng là phó giám đốc cầm đầu. Cơ quan điều tra đã thu giữ thêm nhiều máy móc, tài sản liên quan đến hành vi vi phạm của tổ chức tội phạm này. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi cưỡng đoạt tài sản với phương thức gọi điện thoại đe dọa khủng bố đến các tổ chức cá nhân, kể cả thân nhân, người quen, quản lý, giáo viên chủ nhiệm, những người có liên quan đến bị hại với hành vi đe dọa sát hại vợ con, người thân. Các đối tượng thậm chí dọa đem quan tài, bình ga để khủng bố, buộc bị hại phải trả nợ, xảy ra ở nhiều địa phương như Tiền Giang, Long An, Bình Dương, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh thành phố khác trong cả nước. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Châu Hùng, Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1988, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Thị Hiệp, sinh năm 1990, ngụ tại tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Đình Thành, sinh năm 1990, ngụ tại tỉnh Quảng Nam, cùng về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời đang củng cố hồ sơ xử lý đối với 10 đối tượng khác có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại công ty luật Trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt. Trong đó, Hà Thị Hiệp, nhân viên công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt, là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi khủng bố tại trường tiểu học Phan Văn Kiêu, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Đây là tổ chức tội phạm hoạt động núp bóng công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý do Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng cầm đầu. Các đối tượng đều không có văn bằng chuyên ngành luật mà chỉ thuê một người đứng tên đăng ký pháp nhân công ty. Tổ chức tội phạm này có sự phân công cụ thể từng công việc cho nhân viên công ty thông qua trưởng phòng và các nhóm trưởng. Trung bình mỗi tháng công ty nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính 141.000 đến 241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố như đã nêu ở trên. Công ty được các ngân hàng và công ty tài chính trả cho từ 25% đến 35% trên tổng số tiền thu được. Theo điều tra ban đầu cho thấy, số tiền các đối tượng đã thu được là gần 1.000 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra xác định có khoảng 3 triệu người ở khắp các tỉnh thành trên cả nước là nạn nhân của các đối tượng trong tổ chức tội phạm núp bóng công ty luật nói trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt sớm trình diện, hợp tác khai nhận hành vi phạm tội để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Các bị hại, nạn nhân của tổ chức tội phạm nêu trên cung cấp thêm thông tin qua phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Tiền Giang qua số điện thoại 0693 599 511 hoặc liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ giúp đỡ. Thưa quý vị, mới đây trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người đi xe máy tử vong tại chỗ. Đáng chú ý, tài xế sau đó đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường, chạy sang địa phận tỉnh Quảng Nam để rửa xe, xóa dấu vết nhưng ngay lập tức đã bị lực lượng công an bắt giữ. Ngày 27 tháng 2, Công an huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã di lý chiếc xe gây tai nạn và lái xe Tống Văn Hùng, sinh năm 1975, trú tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa từ Quảng Nam, về Công an huyện để xử lý theo thẩm quyền. Trước đó, 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 2, ông T.D., sinh năm 1954, trú tại quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng, điều khiển xe máy chạy trên đường tránh Nam Hầm Hải Vân, địa phận huyện Hòa Vang, thì xảy ra va chạm với một xe tải. Vụ tai nạn khiến ông TD tử vong tại chỗ, xe tải liên quan vụ tai nạn giao thông bỏ chạy khỏi hiện trường. Theo hình ảnh camera ghi lại, phương tiện nghi vấn gây tai nạn cho ông TD là xe tải thùng màu vàng trắng với logo của ngành bưu chính. Nhận thông tin phối hợp từ Đà Nẵng, đội 1 phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt công an tỉnh Quảng Nam triển khai lực lượng ra soát chặt trên tuyến phụ trách. Đến 11 giờ ngày 23 tháng 2, lực lượng phát hiện tài xế Phương tiện nghi vấn đang rửa xe tại km 1004-300, ven quốc lộ 1A ở xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Tổ tuần tra kiểm soát đội 1 lập tức tiếp cận phát hiện dấu vết trên xe tải nghi vấn liên quan đến vụ tai nạn giao thông, nên mời lái xe điều phương tiện về phòng cảnh sát giao thông làm việc. Tài xế xe tải này được xác định là Tống Văn Hùng. Sau quá trình đấu tranh, tài xế và phương tiện được bàn giao cho công an huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hòa Vang, tài xế Hùng đã thừa nhận chiếc xe Hùng điều khiển chưa có biển kiểm soát, được sơn màu vàng trắng theo logo của ngành bưu chính viễn thông vừa mới nhận đang truyền vùng hoạt động. Đồng thời tài xế trên thừa nhận đã gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Lái xe gây tai nạn rồi chối bỏ trách nhiệm. Hành vi của tài xế xe tải nói trên thật có để chấp nhận. Mong rằng lực lượng chức năng sẽ sớm điều tra rõ hơn về vụ việc và có biện pháp xử lý nghiêm minh tạo tính đe cho toàn xã hội. Thưa quý vị khán giả, dư luận cả nước những ngày vừa qua không ngừng bàn tán về việc một số cá nhân bị khởi tố có liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, CEO công ty Đại Nam. Với nhiều lần phát ngôn, bình luận cùng tương tác với bị can Nguyễn Phương Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân, tiến sĩ luật Đặng Anh Quân đã chính thức bị khởi tố bắt tạm giam. Sau vụ việc này, trường đại học luật thành phố Hồ Chí Minh sẽ xử lý ra sao? Đối với một giảng viên của trường có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình công tác. Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Ngày 27 tháng 2, Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Hoàng Hải, quyền hiệu trưởng của trường Đại luật Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra thông cáo báo chí về việc ông Đặng Anh Quân, giảng viên của nhà trường, bị khởi tố tạm giam liên quan đến vụ án cùng bà Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, điều 331 Bộ luật hình sự. Theo đó, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về những hoạt động mà nhà trường đã tiến hành liên quan đến ông Đặng Anh Quân cụ thể như sau: Vào ngày 26 tháng 10 năm 2021, lãnh đạo nhà trường đã triệu tập ông Đặng Anh Quân tham dự cuộc họp để trao đổi và nhắc nhở ông về việc cần tuân thủ quy định pháp luật và đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo liên quan đến việc tham gia vào các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Lãnh đạo nhà trường đã cảnh báo những hậu quả pháp lý bất lợi nếu có những hành vi không chuẩn mực trong quá trình tham gia các hoạt động trên mạng xã hội và hoặc bên ngoài nhà trường, lãnh đạo nhà trường cũng đã yêu cầu ông Đặng Anh Quân tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của nhà trường. Vào ngày 8 tháng 2, trước khi ông Quân bị bắt, trường đã ban hành quyết định số 52 QĐ DHL về việc thành lập tổ công tác xem xét, đánh giá hoạt động của giảng viên Đặng Anh Quân liên quan đến vụ án Nguyễn Phương Hằng. Sau khi quyết định được ban hành, nhà trường đã yêu cầu tất cả thành viên trong tổ công tác nhanh chóng sưu tầm và nghiên cứu các tài liệu có liên quan, các quy định pháp luật có thể áp dụng trong trường hợp này, đảm bảo việc đánh giá cẩn trọng, khách quan và chính xác để có biện pháp xử lý phù hợp, đúng pháp luật. Đặc biệt, ngày 25 tháng 2, ngay sau khi nhận được thông báo áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Đặng Anh Quân từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhà trường họp khẩn cấp và đưa ra những quyết định như sau. Thứ nhất, thực hiện tạm hoãn hợp đồng làm việc đối với ông Đặng Anh Quân theo khoản 3, điều 28 Luật viên chức năm 2010 được sửa đổi bổ sung năm 2019 và điểm B khoản 1 điều 30 bộ luật lao động năm 2019. Theo đó, hợp đồng làm việc sẽ bị tạm hoãn trong trường hợp người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Thứ hai, điều chuyển toàn bộ các nhiệm vụ chuyên môn mà ông Đặng Anh Quân đang đảm trách tại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho các giảng viên khác đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nhà trường nhằm đảm bảo quyền lợi của người học và hoạt động bình thường của nhà trường. Thứ ba, sau khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền, nhà trường sẽ xem xét và xử lý theo đúng quy định pháp luật. Bởi lẽ, khoản 4, điều 3, nghị định 112/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ công chức, viên chức có quy định: Cán bộ, công chức, viên chức đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật trừ trường hợp theo quyết định của cấp có thẩm quyền, thuộc một trong những trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật. Thứ tư, trong thời gian ông Đặng Anh Quân bị tạm giam, nhà trường với tư cách là cơ quan quản lý viên chức sẽ cùng với thân nhân của ông Đặng Anh Quân thực hiện một số biện pháp để hỗ trợ trong trường hợp cần thiết theo quy định pháp luật. Sau tất cả, bà Nguyễn Phương Hằng cùng tiến sĩ luật Đặng Anh Quân đều đã bị khởi tố về cùng một tội danh. Hình phạt ra sao sẽ còn phải chờ vào kết luận điều tra của cơ quan chức năng. Đây cũng là bài học cho tất cả mọi người. Cần hết sức chú ý đến lời ăn tiếng nói, cả ngoài đời lẫn trên mạng xã hội, không thể tùy tiện phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người khác. Những thông tin liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các video sau. Thời gian vừa qua, đánh bạc và tổ chức đánh bạc vẫn đang là vấn đề nhức nhối, diễn biến phức tạp với thủ đoạn của các đối tượng ngày một tinh vi. Mới đây 30 cán bộ chiến sĩ công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh đã bất ngờ đột kích vào địa điểm đánh bạc tại nhà riêng do hai cha con đứng đầu. Dù được che giấu kỹ càng, có người canh gác và với nhiều lớp cửa sắt, nhưng tất cả đều đã bị tóm gọn. Giây phút các chiến sĩ làm nhiệm vụ đã khiến nhiều người vô cùng thót tim. Ngày 26 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thạch Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cầm đầu đường dây là hai cha con, Lê Văn Nam, sinh năm 1968, Lê Cao Cường, sinh năm 1990. Theo cơ quan điều tra, Lê Văn Nam là đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án tiền sự. Thời gian gần đây, công an huyện Thạch Hà phát hiện một ổ nhóm đánh bạc tinh vi trên địa bàn. Lê Văn Nam cùng con trai là Lê Cao Cường thường tụ tập các con bạc, tổ chức đánh bạc tại nhà riêng ở thị trấn Thạch Hà và lưu động tại nhiều địa điểm khác nhau. Để qua mắt lực lượng chức năng, khu vực đánh bạc được bố trí kiên cố, thông qua nhiều lớp cửa sắt, lắp hệ thống camera, bố trí người canh gác, hoạt động một khoảng thời gian từ 1,5 giờ đến 2 giờ đồng hồ sau đó thay đổi địa điểm. Ngày 17 tháng 2, Công an huyện Thạch Hà đã huy động 30 cán bộ chiến sĩ, đột kích vào địa điểm đánh bạc tại nhà riêng của Lê Văn Nam, bắt quả tang 12 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa. Tại hiện trường, Công an thu giữ số tiền hơn 300 triệu đồng, 12 điện thoại di động, một xe ô tô 7 chỗ, một thiết bị điều chỉnh con vị cùng nhiều tăng vật khác có liên quan. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan điều tra xác định Lê Văn Nam là đối tượng cầm đầu. Ngoài việc tổ chức đánh bạc, Nam còn cho các con bạc vay tiền, thu tiền lãi, lấy tiền hồ. Đặc biệt, Lê Văn Nam còn sử dụng hình thức đánh bạc bịp bằng cách gắn thiết bị điện tử, giúp đối tượng biết trước kết quả con vị trong mỗi lần sóc đĩa để lừa các con bạc trong quá trình chơi. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Sới bạc với quy mô khổng lồ trên đã và đang để lại những hậu quả nặng nề. Vì cờ bạc, không biết bao nhiêu người đã khuynh ra bại sản, rồi nảy sinh nhiều tệ nạn xã hội khác. Hy vọng rằng lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục bản tin sẽ là những thông tin liên quan đến vụ việc xô sát, hất nước giữa ban quản lý chợ và một nữ tiểu thương tại chợ Phước Long, tỉnh Bình Phước, thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo thông tin mới nhất, công an địa phương đã mời cả hai bên đến làm việc và chính thức xin lỗi nhau. Vậy lỗi sai của hai bên cụ thể là gì? Ngày 27 tháng 2, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước cho biết, sau khi sự việc nhân viên ban quản lý chợ Phước Long xô sát với người phụ nữ bán cá, địa phương đã mời cả hai bên lên làm việc. Theo đó, vào chiều ngày 25 tháng 2, nhân viên ban quản lý chợ Phước Long ở phường Long Phước, thị xã Phước Long đi nhắc nhở tiểu thương không lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Trong lúc kiểm tra, nhân viên ban quản lý phát hiện người phụ nữ bán cá để nhiều thau cá ở khu vực nắp giếng khoan, nơi không được bán hàng và dưới lề đường nên nhắc nhở. Sau đó, đoàn đi khu vực khác kiểm tra. Nhưng khi đoàn quay trở lại, vẫn chưa thấy người phụ nữ thu dọn các thau cá vào bên trong. Thành viên trong đoàn tiếp tục nhắc nhở và hai bên xảy ra cãi nhau, hất nước, xô đẩy nhau. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Long Phước đã mời các bên lên làm việc. Cả hai sau đó cũng đã xin lỗi nhau. Người phụ nữ tiếp tục buôn bán trở lại, còn các thành viên ban quản lý chợ cũng rút kinh nghiệm trong xử lý. Về thông tin trên mạng xã hội cho rằng, những người mặc áo xanh đi cùng là đội trật tự đô thị của phường Long Phước. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long phủ nhận và cho biết, tất cả đều là thành viên trong ban quản lý chợ Phước Long. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long cho biết thêm, mặc dù hai bên đã hòa giải, tuy nhiên với hành vi, thái độ không chuẩn mực của nhân viên ban quản lý chợ, Ủy ban nhân dân phường Long Phước đã họp kiểm điểm. Lãnh đạo thị xã Phước Long chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường cùng ban quản lý chợ tổ chức họp nhắc nhở tiểu thương và ký cam kết không lấn chiếm lòng lề đường. Sự việc lần này cũng là bài học cho tất cả mọi người. Trong việc hết sức giữ bình tĩnh để giải quyết mâu thuẫn. Đối với các tiểu thương trong chợ, hãy tự giác chấp hành đầy đủ các quy định và khi bị nhắc nhở hãy nghiêm túc thực hiện. Bên cạnh đó, ban quản lý chợ cũng không thể tùy tiện xô xát, gây hỗn chiến, tạo ra hình ảnh xấu xí và gây mất thiện cảm đối với người dân như vậy. Vừa qua trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Hai bé trai rủ nhau đi chơi rồi không thấy về gia đình và cơ quan chức năng tìm kiếm thì phát hiện hai cháu đã tử vong dưới kênh. Được biết, gia cảnh của một trong hai bé tử vong rất đáng thương, khiến ai nấy không khỏi xót xa. Ông Châu Quốc Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết, địa phương đang hỗ trợ gia đình hai cháu bé bị tử vong do đuối nước. Ông Hùng thông tin thêm, trong sáng 27 tháng 2, gia đình đã tổ chức an táng cho một cháu bé và cháu bé còn lại, 12 giờ trưa nay, gia đình đưa lên thành phố Cà Mau hỏa táng chính quyền địa phương và người dân cũng quyên góp tiền hỗ trợ cho các gia đình. Cùng ngày, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Cái Nước đã thành lập đoàn thăm hỏi hỗ trợ gia đình hai bé trai không may tử vong do đuối nước nhằm chia sẻ một phần khó khăn và động viên để gia đình các cháu sớm vượt qua đau thương. Trước đó vào chiều 26 tháng 2, bé BV sinh năm 2018 ở khóm Ngọc Tuấn, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước và bé CK sinh năm 2018 chưa có giấy khai sinh, đi chơi gần khu vực kênh sáng lộ xe trên địa bàn khóm 2 thị trấn Cái Nước. Đến tối không thấy hai bé về, gia đình tổ chức đi tìm kiếm. Nghi ngờ cả hai cháu rơi xuống kênh sáng lộ xe nên nhiều người hỗ trợ mò tìm dưới lòng sông thì phát hiện bé BV đã tử vong. Đến khoảng 21 giờ bé CK cũng được tìm thấy dưới sông. Theo lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn Cái Nước, hoàn cảnh của cháu CK rất đáng thương. Trước đây mẹ cháu quê ở xã Đông Hưng, huyện Cái Nước đi làm thuê làm mướn ở tỉnh Bình Dương rồi sinh cháu bé. Khi cháu bé được hơn một tuổi, mẹ cháu dẫn về gửi nhà người em ở xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, nhưng rồi sau đó bỏ đi luôn. Gia đình người em đã tìm mọi cách liên hệ với mẹ cháu bé, nhưng vẫn không liên hệ được. Vụ đuối nước tiếp tục là một hồi chuông cảnh báo về tai nạn, thương tích đối với trẻ em, nhất là ở khu vực nông thôn. Vì vậy, việc nâng cao ý thức phòng chống đuối nước ở trẻ em luôn được xem là một vấn đề quan trọng. Bởi chỉ cần lơ là, mất cảnh giác, thì có thể xảy ra những vụ việc đáng tiếc, đe dọa đến tính mạng của trẻ nhỏ. Do đó, rất cần sự chung tay phối hợp không chỉ riêng của gia đình, mà còn phải bao gồm cả cộng đồng, toàn xã hội. Thưa quý vị, với mỗi người dân, chó được xem là loại động vật thân thiết, gần gũi với con người. Thế nhưng trong thời gian qua, vấn nạn trộm chó đang là mối nguy cơ tiềm ẩn, kéo theo nhiều hệ lụy khác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội. Mới đây nhất, cư dân mạng đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh hai thanh niên phối hợp với nhau để trộm chó, khiến dân tình vô cùng bức xúc. Theo đoạn clip ghi lại, khoảng hơn 1 giờ sáng ngày 24 tháng 2 vừa qua, hai thanh niên đi bộ trong một con hẻm có đông đúc nhà dân. Lúc này phát hiện tiếng chó sủa từ một nhà dân, lại thấy tường rào thấp nên một thanh niên đã nhảy vào bên trong để tiếp cận con chó. Tên còn lại đứng bên ngoài hòng cảnh giác. Tiếp đó, nam thanh niên nhanh chóng kéo con chó đến chỗ đồng bọn đang đợi bên ngoài rồi tẩu thoát. Chủ nhà khi biết mất chó liền trách camera an ninh mới phát hiện cảnh tượng đáng sợ nói trên. Cũng theo chủ nhà, có vẻ như chú chó đã bị tên trộm tiêm thuốc mê. Do đó, khi kéo con chó từ chuồng ra ngoài cổng, con chó không sủa cũng không có sự phản kháng. Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi ngán ngẩm trước hành động trộm cắp lộng hành của hai nam thanh niên. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng sau vụ việc này, chủ nhà cần cẩn trọng hơn trong việc bảo vệ tài sản của gia đình. Bức tường cần được xây cao hơn, rào chắn cẩn thận hơn, tránh cho kẻ gian có cơ hội lợi dụng sơ hở. Cuối bản tin sẽ là một số thông tin về tình hình thời tiết. Dự báo trong tuần này, thời tiết ở miền Bắc vẫn duy trì trạng thái nắng giáo, hanh khô, đêm rét đậm. Nhiệt độ ban ngày tăng cao lên mức 23 đến 25 độ C và giảm sâu xuống mức 15 độ C về đêm và sáng sớm. Còn thời tiết tại các khu vực khác ra sao, hãy cùng chúng tôi theo dõi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết miền Bắc trong tuần tới, 27 tháng 2 đến mùng 5 tháng 3, duy trì trạng thái nắng giáo. Khu vực tiếp diễn kiểu thời tiết tương tự những ngày qua, hành khô ban ngày với nhiệt độ giao động từ 22 đến 25 độ C và rét sâu về đêm, sáng sớm khi nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất 15 đến 17 độ C. Vùng núi có nơi rét đậm. Dự báo Hà Nội và các tỉnh thành phố đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận mức tăng nhiệt đáng kể từ ngày mùng 1 tháng 3 khi nhiệt độ ban ngày có thể đạt ngưỡng từ 25 đến 28 độ C. Một số thời điểm, người dân có thể cảm thấy oi nóng. Ngày mùng 4 tháng 3, không khí lạnh có thể tăng cường yếu trở lại, nhưng chủ yếu gây giảm nhiệt nhẹ về đêm và sáng sớm. Đồng thời, độ ẩm tại thủ đô giảm thấp, gây ra cảm giác hanh khô. Trạng thái trên dự báo kéo dài trong ít nhất 10 ngày tới, trước khi nồm ẩm, mưa rông quay trở lại khu vực. Trong khi đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, khả năng mưa rào và rông tuần tới, Mưa tập trung ở các tỉnh thành phố trung trung bộ, cục bộ mưa lớn trong đêm 27 đến 28 tháng 2. Người dân đề phòng các hiện tượng đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời một số khu vực trũng thấp có thể ngập úng. Tại nam bộ thời tiết nhiều mây, ngày nắng giá vào tuần tới. Khu vực ít khả năng xuất hiện mưa rông hoặc nắng nóng. Nhiệt độ dao động từ 30 đến 33 độ C. Trong bản tin dự báo xu hướng thời tiết từ ngày 21 tháng 2 đến 20 tháng 3, cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3. Hình thái này gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển. Đồng thời nhiệt độ giảm về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân. Trong khi đó, Đông Nam Bộ khả năng cao xuất hiện nắng nóng giai đoạn giữa tháng 3. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.